Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Bạn hãy nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ nào của chúng tôi. Và hãy nhấn like, share để nhà Phương Đông có động lực để ra video mới mỗi ngày nhé. Ngày hôm nay, nhà Phương Đông xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu biệt thự một tầng phong cách tân cổ, mang mã số L12306. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ L12306, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu bối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 23,8m, chiều sâu là 12,1m, diện tích sử dụng khoảng 253m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm phòng khách, phòng thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Yêu thích kiến trúc tân cổ điển và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, gia chủ đã lựa chọn cho gia đình mình mẫu thiết kế biệt thự một tầng rất sang trọng với không gian sống cực kỳ tiện nghi. Ưu điểm nổi bật của công trình này chính là việc tất cả các không gian công năng sẽ cùng nằm ở một tầng, tạo sự thuận tiện cho việc sinh hoạt, di chuyển của các thành viên, nhất là các gia đình có người già và trẻ nhỏ. Đồng thời, ngôi nhà cũng sẽ giúp gia đình có sự kết nối gần gũi, dễ dàng quan tâm, chăm sóc nhau hơn. Các bạn có thể thấy căn biệt thự có diện tích sử dụng khá lớn, chính vì vậy các phòng công năng đều được thiết kế rất rộng rãi, với nhiều khoảng không gian đệm và lối đi thông thoáng. Điều này không chỉ giúp gia chủ có thể thoải mái lựa chọn các đồ nội thất theo ý thích, mà còn giúp tổng thể công trình luôn có sự mát mẻ, thoáng sáng. Đi từ sảnh chính vào, các bạn sẽ tới phòng khách có diện tích lên tới 57,2m2. Chúng tôi đã đặt ở trung tâm là bộ sofa bàn trà có kích thước lớn, phù hợp với không gian rộng, không chỉ mang tới vẻ đẹp sang trọng, bề thế, mà còn rất thoải mái cho các vị khách tới chơi và các thành viên khi sử dụng. Kệ TV sẽ được đặt sát vách ngăn bằng gỗ ở đây. Có khoảng cách phù hợp để khi ngồi trên bộ sofa xem các chương trình thì sẽ không bị quá xa hay quá gần. Vách ngăn phía sau được chạm trổ rất tinh xảo, vừa có tác dụng tạo điểm nhấn trang trí trong không gian, vừa giúp che bớt ánh nhìn vào nơi thờ cúng của gia đình. Phòng thờ rộng 21,3m2 có phần nền được nâng cao và ốp gỗ rất sạch sẽ. Nội thất bàn thờ, sập gỗ, tranh trang trí được bố trí hoàn toàn phù hợp với phong thủy và thói quen cúng kiếng của gia đình. Đây sẽ là không gian tâm linh, rất yên tĩnh, trang nghiêm để gia đình bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ về tổ tiên, ông bà. Đồng thời, thiết kế cửa mở rộng ra phòng khách cũng sẽ giúp không gian phòng thờ tránh được sự bí bách, tối tăm và thu hút được nguồn sinh khí tốt luân chuyển. Bên này là khu vực bếp ăn rộng 43m2, được ngăn cách với phòng khách nhiều vách tường kết hợp với tủ rửa ở đây. Các bạn có thể thấy, ở phía phòng khách, chúng tôi đã đặt thêm một sập gỗ nguyên khối rất đẹp mắt, kết hợp với tủ rửa, giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Đồng thời, đây sẽ là nơi ngồi chơi, ngồi nghỉ rất mát mẻ và thoải mái cho gia đình. Được thiết kế không gian mở, nên phần vách ngăn sẽ giúp phân chia công năng hai căn phòng rõ ràng, đồng thời chắn bớt ánh nhìn từ phòng khách ra phía bàn ăn, giúp các thành viên khi dùng bữa có cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn. Phần tủ bếp, bồn rửa được thiết kế chạy theo sát tường, rất gọn gàng và tiện nghi, kết hợp với hệ cửa có các ô kính lớn, giúp căn phòng có đầy đủ ánh sáng và gió tự nhiên. Gia đình có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc sân vườn bên ngoài khi dùng bữa, nấu nướng, đồng thời tránh việc mùi thức ăn ảnh hưởng tới các khu vực khác. Với cửa ra sảnh phụ ở đây, các thành viên khi đi ra sân bên hông nhà, đi chợ, đi nội giáp sẽ rất thuận tiện, tránh được việc phải vòng lên lối cửa chính. Chúng tôi cũng thiết kế một vệ sinh 3,7m2 ở đây, sử dụng chung cho tầng 1, với phần cửa đi thiết kế lui ra bên này, rất kín đáo và sạch sẽ. Căn biệt thự có 4 phòng ngủ, có diện tích là 18,4m2, 22,2m2, 19,4m2 và 20,5m2. Trong đó, 3 phòng có thiết kế vệ sinh riêng khép kín, rộng 4m2, 6m2 và 5m2. Phòng ngủ còn lại thì sẽ sử dụng vệ sinh chung. Các phòng ngủ khá rộng rãi, có thể thoải mái sắp đặt nội thất, kết hợp với tường và cửa cách âm tốt, sẽ mang tới cho các thành viên không gian riêng tư, yên tĩnh để ngủ nghỉ hay học tập. Phần sàn ốp gỗ cũng sẽ tạo cảm giác ấm cúng và sạch sẽ hơn. Như vậy, các bạn vừa tìm hiểu về cách bố trí các phòng công năng. Tiếp theo đây, hãy cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh bối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về căn biệt thự này nhé. Nhìn từ mặt tiền chính, công trình được chia thành 3 khối, với khối chính ở giữa, nhô cao, hai khối phụ hai bên đối xứng, có sự kết nối nhẹ nhàng để tạo nên dáng vẻ sang trọng, uy nghi, vững chãi. Hệ bậc ngũ cấp lát đá granite tông nâu vàng nổi bật, không chỉ giúp gia đình dễ dàng di chuyển ra vào, mà còn rất sạch sẽ, dễ lau dọn, vệ sinh, tiền sảnh thông thoáng. Với hệ cột trụ thân tròn đồ sộ, được nâng đỡ bởi đế trụ vuông vắn, kết hợp mái sảnh vòng cong được nhấn nhá với những đường kẻ chì, họa tiết tách nổi tạo điểm nhấn thu hút ánh nhìn. Cửa đại hội sử dụng chất liệu gỗ và kính ép hoa đồng nghệ thuật, vừa gia tăng vẻ đẹp thẩm mỹ, vừa khéo léo khoe trọn vẻ đẹp nội thất bên trong. Hệ cửa phụ, cửa sổ, ô thoáng xung quanh cũng được tạo hình cẩn thận với những ô kính lớn, góp phần đón ánh nắng, không khí trong lành và gia tăng khả năng kết nối giữa không gian nội thất bên trong với không gian thiên nhiên bên ngoài. Không gian sống của gia đình vì thế sẽ luôn sáng sủa, thoáng đãng và mát mẻ. Công trình được lựa chọn sử dụng hệ mái nhật đồ sộ, vuông trùm các khối nhà, không chỉ giúp tô điểm,
hoàn thiện vẻ đẹp ngoại thất, mà hệ mái này còn có khả năng thoát nước và chống nóng tuyệt vời, giúp bảo vệ căn biệt thự khỏi những tác động của thời tiết. Ngoài khối nhà chính, thì ở diện tích còn lại, các kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế thêm phần gara để xe rất thoải mái và dễ dàng ra vào, cùng với đó là phần sân vườn, tiểu cảnh bố trí hợp lý, đặc biệt là phần đài phun nước ở phía trước, không chỉ rất đẹp mắt, thể hiện đẳng cấp công trình, mà nó còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Căn biệt thự sở hữu vẻ đẹp lối cuốn cùng công năng sử dụng khoa học, tiện nghi như thế này sẽ là một lựa chọn rất tuyệt vời cho không gian sống tương lai, đúng không ạ? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888 625 888 để được các kiến trúc sư tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.